sự tùy hỷ tốt đẹp. Phật tổ từ bi vĩ đại, gần đây con thật sự là quá xui xẻo. Chỉ nói là sáng hôm nay trời quang mây tạnh thôi, con ra ngoài chưa được mấy bước thì con bị trái đào rơi xuống trúng, sau đó con bị tạt nước ướt cả người nữa, làm con mất hết 50 lạng ngân phiếu, lại còn thêm vô số việc khác nữa. Chỉ cần làm cho con có thể giải trừ được dẫn xui thì người muốn gì con cũng chịu hết. Con xin cảm ơn người trước nha. Dương Viên ngoại thật sự là xui xẻo lắm sao? Đúng rồi, hy vọng là ông ấy sớm thoát xui xẻo. Dương Viên ngoại, hai chú biết làm cách nào để thoát xui xẻo không? Cháu không biết. Nếu như ta làm một việc tốt thì có thể giải trừ được dẫn xấu không vậy? Nhưng mà phải làm việc tốt gì đây chứ? Ê, sắp đến mùa trung thu rồi, người nghèo tuy cũng có thể gắm căng nhưng không chắc là có bánh trung thu mà ăn. Nếu ta tặng cho họ mỗi người một hộp bánh trung thu ăn thì đó không phải là một việc tốt hay sao? Làm như vậy có thật sự là hết xui không ta? Để cũng không biết. Đi thôi, hôm nay chúng ta sẽ đi đến nơi nghèo khổ nhất của làng này. À dạ, thưa viên ngoại. Mở cửa mau. Ta là Dương Viên Ngoại đây, mau mở cửa ra đây, mở cửa ra. Xin hỏi có chuyện gì? Mùa trung thu sắp đến rồi, tôi đem bánh trung thu đến cho ông nè. Xin Dương Viên Ngoại hãy về đi, đừng tìm sự phiền phức nữa. Xin hãy mở cửa, ta là Dương Viên Ngoại, ta đem bánh trung thu đến đây. Nè, ta chỉ đem bánh trung thu đến. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không vậy? Thật kỳ lạ mà. Sư phụ có biết không? Rõ ràng là tôi rất thành tâm muốn tặng bánh trung thu cho những người nghèo khổ này, nhưng mà không biết tại sao không ai chịu nhận hết trơn. Có thể là do thường ngày Dương Viên Ngoại quá cao sang quyền quý nên mọi người nhất thời sợ hãi đó thôi. Cao sang quyền quý à? Tôi qua Quan Hỷ à? Dạ sư phụ. Hai con hãy đi cùng với Dương Viên Ngoại phát bánh trung thu cho mọi người đi, có được không? Hả? Dạ thưa sư phụ. Vậy thì cảm ơn hai vị tiểu sư phụ trước nghe. Tôi có việc phải đi trước đây. Thưa sư phụ, Dương Viên Ngoại tặng bánh trung thu có phải là để trừ xui xẻo của mình không? Tại sao chúng con phải giúp ông ấy? Tuy là Dương Viên Ngoại vì bản thân mình, nhưng chẳng qua nếu là làm việc tốt thì chúng ta phải nên vui mừng cho họ. Đây chính là tâm tùy hỷ. Hai con đã hiểu chưa? Cho nên các con phải ôm giữ cái tâm tùy hỷ, giúp Dương Viên Ngoại tặng bánh trung thu. Chào hai vị tiểu sư phụ, xin hỏi là có việc gì? Thưa lão bá, chúc mừng trung thu. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Lâu rồi lão không có ăn bánh trung thu. Cái này là của Dương Viên Ngoại tặng đó. Vậy lão nhận có được không? Không sao đâu, ông cứ nhận đi. Viên Ngoại à, thì là cảm ơn ông, làm phiền ông đích thân đi tặng. Đừng có sao, đừng có sao. Các con đâu, mau ra đây cảm ơn Dương Viên Ngoại đi. Bánh trung thu đây. Ông nói cái gì? Bánh trung thu. Bánh trung thu, bánh trung thu. Dương Viên Ngoại ơi, đầu ông bị sao vậy? Có phải bị sái cổ không? Ta đang nghĩ một chuyện. Chuyện gì vậy hả? Để trừ đi giận xui nên hôm nay coi như ta đã lãng phí không ít tiền. Nhưng mà tại sao ta cảm thấy có chút gì đó vui vẻ? Nghĩ đến sự vui mừng trọn vẹn của những người đó, trong lòng ta cũng vui mừng theo họ luôn à. Dương Viên Ngoại à, đó là do ông đã làm được việc tốt, đương nhiên là vui rồi, nên không thể nói đó là số tiền lãng phí được. Vậy à, ta thật là không biết nghĩ đến chuyện này. Sư phụ nói không sao chút nào, làm việc tốt thì sẽ gặp được quả tốt. Đúng vậy, ngay cả Dương Viên Ngoại cũng cảm nhận được cái tùy hỷ mà sư phụ đã nói. Thật sự là một việc làm tốt đẹp. Da Phật.
Nam mô